Chúng ta cùng mở ra ở trong Hebrew đoạn 11. Chúng ta đọc lại câu số 7. Hebrew 11 câu số 7. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy mà người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Vậy đó người đến tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ người tin vậy. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã nói đến vấn đề là chúng ta đóng chiếc tàu để cứu nhà mình. Chúng ta đã học cái này rất là kỹ. Và nhà của Noe đó là cái những người, những đứa con ở trong gia đình, dâu, tức là ông, vợ ông, ba đứa con trai và ba đứa con dâu, gọi là nhà ông được cứu. Và cái đó nó khẳng định là thời điểm đó chỉ cứu được có 8 người thôi. Như ở trong phía này có 3, chúng ta cũng không, chúng ta có đọc đấy. Thì có 8 người được cứu, ít nhất là người cứu và đứa phải chẳng 8 người. Và cái con tàu Noe ngày xưa, hình ảnh của tàu Noe cứu để cứu những người công chính, thì con tàu Noe đó chính là hình ảnh của hội thánh ngày hôm nay. Có việc đó thì học lời Chúa xong thì có một người chị em trước đây cũng nhóm ở đây, nhưng mà lâu rồi đi vì chuyển nhà về Thủ Đức cho nên là thường thường nhóm ở trên khu vực trên đó. Thì tuần rồi hai vợ chồng có đến nhóm đây, thì sau đó thì chị em mới nhắn tin cho tôi, nói cảm ơn Chúa với hai em nha, và dạy em biết được rằng em đã có cái chỗ ở trong chiếc tàu Noe rồi. Cảm ơn Chúa. Cho nên là chúng ta cần tin một cách xác quyết rằng chúng ta đã có chỗ trong chiếc tàu Noe rồi. Và Chúa Jesus nói là trong thời kỳ cuối cùng này, thời Noe thế nào là cuối cùng, thì hãy người ta ăn uống cứ dạ truyền thống, người ta không có quan tâm đến ngày Noe còn tàu. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy rằng là chúng ta được ở trong tàu của Noe, chúng ta được bình an, chúng ta được có một cái không còn cái sự lo lắng rằng mình sau khi mình qua đời sẽ đi về đâu, bởi vì chúng ta đã thuộc về Chúa Giêsu rồi, cho nên không còn phải sợ hãi. Bây giờ chúng ta xem đến thêm một cái điều nữa đối với Chúa ngày dành cho Noe. Ngày dành cho Noe nó chính là Noe là người định tội thế gian. Noe là người định tội thế gian. Và đây là một cái lẽ thật mà chúng ta cần phải học. Tôi không biết là chúng ta cứ tiếp tục học cái phần này cho đến vì bởi vì ngày hôm nay tôi đi giảng ở quận 2 cho nên là tới 9:15 chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ nói về cái quyền định tội, cái quyền định tội. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa nói rằng là bởi đó người định tội thế gian. Chúng ta lại để có một người mà có được cái quyền định tội hay là phán xét, thì cái người này phải là người có một đời sống đầu phục Chúa. Tức là như Noe vậy đó, là ông vâng phục Chúa, ông thành tâm kính sợ Chúa, rồi ông đóng một cái chiếc tàu, tức là vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta nói gì? Ông trở thành một người định tội thế gian, định tội hay là phán xét. Dạ. Định tội hay là phán xét. Ở trong tiếng Anh Hy Lạp thì cái từ định tội này là katharino. Trong tiếng Hy Lạp là katharino. Dạ. Cái từ này nó có nghĩa là để phán xét, để chống lại, để lên án, để định tội, để phán xét, để chống lại, để lên án và để định tội. Và chúng ta nói rõ là gì? Là Noe bởi đó hay là bởi cái gì? Bởi cái điều mà ông vâng phục Chúa, bởi cái điều ông kính sợ Chúa, thì ông được ban cho hay là được trở thành một cái người định tội thế gian. Chúng ta nhớ ở đây là định tội thế gian, chứ không phải là định tội con theo Chúa. Cái chức vụ định tội này hay là chức vụ phán xét này chỉ có một mình Đức Trời mới có quyền, mới có sự phán xét không? Nhưng mà khi một người có một cái đề
để sống thành tâm kính sợ Chúa, thì người này được ban cho cái quyền để định tội thế gian. Như là Noe vậy đó, Noe định tội thế gian thì ngày nay chúng ta cũng có cái quyền để định tội thế gian. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2, tôi sẽ đọc câu 4 và câu 5 này. Và những Đức Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quanh vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói bằng xiềng nơi tối tăm để chờ đợi sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luật phạt đời gian khác này, chỉ dinh giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Cái sự định tội hay là cái sự phán xét mà chúng ta mới vừa nói qua đi về cái nghĩa của từ định tội, đó là để phán xét, để chống lại, để lên án thế gian. Thì sao, vì sao không ai có cái quyền này? Như ở trong Phi-e-rơ đoạn 3, chúng ta xem lại câu 18-19, ấy đồng một linh đó ngày đi giảng cho các linh hồn bị tù. Ở đây đó là đọc một linh, tức là đọc một thánh linh mà Noe giảng cho các linh hồn bị tù. Cái từ định tội, cái từ phán xét, cái từ lên án hay là chống lại thế gian, nó còn có nghĩa là gì? Khi chúng ta rao giảng lời Chúa thì đó là chúng ta đang định tội thế gian. Tại sao tôi nói điều này? Chúng ta cùng xem ở trong sách Giăng đoạn 3, tin lành Giăng đoạn 3 câu 18, ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con của Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu chúng ta rao giảng, thì vì sao chúng ta phải rao giảng lời Chúa? Bởi vì linh của Đức Chúa Trời đang ở chúng ta. Linh của Đức Chúa Trời ở chúng ta cũng giống như linh của Đức Chúa Trời ở trên Noe và linh của Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giêsu. Thì đồng một linh đó, Noe đã giảng cho người ta, đồng một linh đó Chúa Giêsu giảng cho người ta, thì đồng một thánh linh đó chúng ta cũng nên giảng cho người ta. Và khi chúng ta giảng thì sao chúng ta nói là gì? Là ai tin Con thì không bị đoán xét. Có phải là khi chúng ta công bố, chúng ta rao giảng phúc âm, đó là rao giảng sự phán xét? Tại vì khi rao giảng ra người ta tin thì không còn bị đoán xét, mà không tin thì bị đoán xét ngay. Mà cái bị đoán xét có nghĩa là khi mình rao giảng mà người ta không chịu tin thì ngay lúc đó họ đã bị đoán xét. Nhưng mà nếu có cơ hội họ được nghe tin lành nữa và lòng của họ mở ra thì họ tin Chúa thì họ lại cất khỏi sự đoán xét. Chúng ta xem tin cũng giai đoạn 3 câu số 36 xin mời dịch đọc. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng Con cơn thịnh lộ của Đức Chúa Trời phần ở trên người đó. Dạ, chúng ta thấy rất rõ, ai tin Con thì được sống đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh lộ của Đức Chúa Trời phần ở trên người đó. Như vậy một người khi mà chúng ta rao giảng Chúa cho họ mà họ không tin Chúa thì có nghĩa là họ lập tức có sự phán xét cho họ. Nhưng một người tin nhận Chúa thì sao? Cất khỏi sự phán xét. Cơ thể nội không đứng dậy không cần nữa. Vậy thì tôi và chị em còn bị ở cái cơ thể nội của Chúa Trời đúng không? Không. Chúng ta cần khẳng định rằng tôi và chị em tin Giêsu thì tôi và chị em không còn ở dưới cơ thể nội của Chúa nữa. Chúng ta đừng bao giờ bị người khác lừa dối mà nói với chị em này, chúng ta tin nhận Chúa nhưng chúng ta vẫn bị cơ thể nội của Chúa là sai hoàn toàn. Vì người ta nói gì? Ai tin Con thì không còn bị phán xét nữa, ai tin Con thì không còn thấy cơ thể nội của Chúa nữa. Mà nếu người ta nói như thế mà chúng ta nói vừa lại với người ta thì sao? Chúng ta lại nói dối vậy không? Cho nên khi một người nào chúng ta rao giảng lời Chúa mà người ta tin thì lập tức cơ thể nội của Chúa không còn ở trên người đó, sự phán xét không còn ở trên người đó. Tại vì sao? Sự phán xét đã được đặt ở trên Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu mang lấy tất cả hình phạt của mọi người, tội lỗi của mọi người.
tin là Chúa, nghe tôi chấp nhận cái sự cái phương cách của Đức Chúa Trời cứu chuộc, giải cứu và giải phóng tôi. Cho nên là khi tôi tin Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời thật tiếng Ngài xử lời hứa của Ngài, Ngài cái cơn thịnh nộ của Ngài sẽ không còn ở trên những người của Chúa Giêsu. Chúng ta nói câu chuyện về Giêsu trong cái đêm lễ vượt qua. Môi-se giết một con sinh tế và lấy huyết bôi trên mặt của nó và hai con ngựa. Và cái thánh ghi lại khi mà thiên sứ quỷ dị đi quay qua nhưng thấy ở trên cửa nhà người nào có dấu hiệu của huyết thì thiên sứ làm gì? Đi qua hay là không có thành hại cái nhà đó, vượt qua cái nhà đó. Trong cửa ước bởi con sinh tế, con vật thôi mà Chúa còn tha thứ cho nhà đó, tha thứ cho con cái đầu lòng cũng chỉ chúng ta ngày hôm nay chúng ta có huyết của sinh con. Cho nên con và chị em không còn bị phạt xét. Và khi chúng ta rao giảng về Chúa có nghĩa là chúng ta rao giảng về cái sự phạt xét. Chúng ta nói về tình yêu, nói về sự chết thì cho không phải Chúa, nhưng mà thực sự là chúng ta rao sự phạt xét bây giờ. Bởi vì ai tin thì người đó không bị phạt xét, và ai không tin thì nó bị phạt xét. Thánh Linh của Trời ở trong chúng ta, Thánh Linh làm việc đó. Chúng ta cùng xem ở trong Giăng 14. Chứ đòi gian người sẵn câu 7 và câu 8. Do vậy tôi nói thật cùng các ngươi, ta đi ở lời cho các ngươi, vì chúng ta không đi đó nghi mũi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến tế giao gian từ cáo về tội lỗi. Cho nên khi chúng ta rao giảng về Chúa thì Thánh Linh của Chúa sẽ cáo trách người ta. Thánh Linh đem sự cáo trách đến và người ta nhận biết cái tội lỗi của họ thì họ ăn năn của Chúa. Cho nên cái điều đầu tiên là sự phán xét nói về cái ý nghĩa đó là rao giảng lời Chúa. Giống như Noe là người công chính, ông là người giảng đạo công bình. Phi-rơ gì đoạn 2:5, Pháp Phi-rơ là người giảng đạo công bình. Thắm là Chúa. Ngày nay con và chị em cũng vậy, là người công chính chúng ta rao giảng đạo của Chúa. Cho nên giống như con và chị em là người đi ra giảng đạo của Chúa thì chúng ta cũng giống như Noe ngày xưa vậy. Con tàu Noe ngày hôm nay thì chúng ta một thằng, chúng ta rao giảng cho họ hãy tin nhận Chúa Giêsu, và nhớ tin nhận Chúa Giêsu phải bước vào thành. Đừng bao giờ tin nhận Chúa Giêsu mà không bước vào thành. Tại vì sao? Chúa nói là ta lập hội thánh của Thầy, hội thánh là thân thể. Cho nên bất cứ một người đầu tiên người đó phải ở trong một hội thánh. Có thể là hội thánh này, có thể là thánh kia, nhưng mà phải ở trong một hội thánh để chúng ta được chăm sóc, được gây dựng, để được làm cho lớn lên trong sự yêu thương. Chúng ta nhớ là hội thánh của Chúa được gây dựng không phải bằng luật pháp, nhưng hội thánh của Chúa được gây dựng bằng sự yêu thương. Dân sự của Chúa lớn lên bằng sự yêu thương. Tại vì sao chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được linh của Trời dẫn dắt, cho nên chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng lấy luật pháp để làm tiêu chuẩn để dẫn dắt dân sự của Chúa thì không đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn, nhưng mà được dẫn dắt bởi Thánh Linh thì mới đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy người nào được Thánh Linh của Trời dắt dẫn người đó được gọi là gì? Con của Đức Chúa Trời. Đó là một cái điều đầu tiên là nó phát xét. Như vậy thì chúng ta phải sống thời gian bằng cách nào? Rao giảng lời Chúa. Amen. Chúng ta nói về tinh lành của Chúa, nói về tinh lành cứu chuộc, hoặc là tinh lành về Đức Chúa Trời để cho người ta tin. Rồi gọi phải sáng thứ hai, chúng ta cùng xem ở trong Côn Tô Nhất đoạn 6. Côn Tô Nhất đoạn 6, chúng ta cùng xem bắt đầu từ câu 1. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là đã thánh tội? Xin lỗi Phaolô nói rằng là khi mà trong anh em có những cái sự bất hòa với nhau đó thì sẽ nhờ ai phán xét đây? Phaolô nói là không có đem cho những người không công bình không đoán xét. Sự công bình ở đây đang nói đến một cái vấn đề là người công bình bởi Chúa, và một cái thứ hai là một người có đời sống công bình. Câu 2, anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ
đoán xét thế gian sao. Quý bạn thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em hãy chẳng đáng đoán xét việc nhỏ mọn thân xác. Mẹ ở đây một lần nữa Kinh Thánh khẳng định rằng chúng ta là thánh độ, chúng ta sẽ phản xét thế gian. Như vậy các bạn thế gian đầu tiên mà chúng ta phải học đó chính là khi chúng ta rao giảng Phúc Âm, đó là để người ta tin thì là thoát khỏi sự đoán xét, còn không tin thì người ta bị thần đồ rồi. Nhưng mà sự phán xét thế gian ở đây nó còn nói về cái sự phán xét sâu. Câu 3, anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ. Thiên sứ sao? Cũng chi việc đời này. Cho nên chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta đồng ngồi với Chúa ở cái đây đời, và chúng ta cùng cai trị với Chúa trong thời gian ngày nào, và chúng ta sẽ cùng phán xét với Chúa lúc bấy giờ. Cho nên là một người có một cái địa vị cao trọng ở trong Chúa Jesus Christ, không chỉ trong đời này mà thôi, nhưng mà lại trong đời hậu nữa, thì anh chị em phải càng phải yêu kính Chúa nhiều hơn. Bởi vì chính sứ đồ, xin lỗi, chính Noe là một người thành tâm kính sợ Trời, cho nên Ngài mang cho ông cái quyền để phán xét thế gian. Cho nên nếu chúng ta là người được ban cho cái quyền đó, bây giờ một cái người là quan tòa thì anh chị em nghĩ rằng cái người quan tòa này phải có một cái đời sống như thế nào thì mới trở thành quan tòa được? Có bao giờ chúng ta đem đến phân xử đến một cái người mà không có nắm về luật, hay là không có một cái sự hiểu biết về luật mà chúng ta nhờ họ phân xử không? Hay là người chẳng có thẩm quyền nào mà nhờ đến phân xử không? Không bao giờ phải có mặt. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng chúng ta là người phản xét thế gian, và chúng ta cũng là người phản xét hay là đoán xét thiên sứ, sẽ có các thiên sứ. Những thiên sứ không giữ thứ bậc thì bị Chúa Ngài phán xét và bị giam cầm rồi. Nhưng mà những cái thiên sứ đi theo Satan, 1/3 thiên sứ đi theo Satan, đó là giả cắt lên. Cho nên một con cái của Chúa Trời, chúng ta không đủ thẩm quyền để phán xét gì. Đó là những thiên sứ, những cái tà linh, ác linh, những quỷ linh, và nó là kẻ chuyên đi lừa con cái của Chúa, để hoặc là đi lừa người ta, nó đi lừa những người chưa biết Chúa để thờ cúng nó. Tôi ví dụ như là 23 tháng chạp bắt đầu người ta làm gì? Ngày xưa mình chưa tin Chúa mình làm gì ạ? Cúng gì ạ? Dạ đúng không, cầu vòng tám đúng không? Ngày hôm qua con coi lên bên tin tức, tôi thấy mắc cỡ dùng cho những người lãnh đạo nước của mình, và họ cho rằng cái cú ông công tổ táo ông muốn làm sao để được phước. Chẳng ông công là ai, chẳng ông táo là ai, và có một cái là họ mua cá chép để mua cá chép đó rồi thả xuống để cho cá chép về trời đầu trời để báo cáo với mặt hoàng thượng đế. Mỹ dân như vậy nhưng mà vẫn tiền. Nhưng đó là cái sự lừa dối của các linh. Và chúng ta biết rằng các linh đó, nếu nó lừa dối người ta, mà nếu chúng ta mang giảng lời chúng ta có gặp nó, chúng ta có thể quyền để xử nó, đúng thế đi. Anh chị em nhớ là nó cư trú vào trong người ta đó, mặc dù nó hợp pháp đi vào người ta thông qua giao ước, nhưng mà thật sự là nó bất hợp pháp khi ở trong con người. Tại sao? Bởi vì nó là linh, nó không được phép ở trong con người. Chúng ta cũng có là linh nhưng mà linh ngoài người. Sao thế ký đoạn 5 câu 2 nói là Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam, Ngài đặt tên là người. Như vậy linh ngoài người khác với linh của thiên sứ sao Ngài? Cũng là cái linh nhưng mà linh ngoài người. Chúa đã đặt thể linh của loài người, nó khác với linh của thiên sứ. Linh của thiên sứ không được thứ bằng đó, nó không được mang cái tật sáng của con người. Nhưng mà chúng ta là linh, được là linh ngoài người, Chúa đã đặt để ở trong cái thân xác này để thờ phượng cái trời. Cho nên ma quỷ là các ác linh, nó đi lừa dối người ta thông qua những giao ước. Nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta nói những lời giao ước, và chính vì chúng ta nói những lời giao ước đó, nó họ báo đi vào, nó gây tổn hại cho chúng ta. Nhưng mà khi nó gây tổn hại thì chúng ta là người công chính, chúng ta có quyền để làm gì?
phán xét không? Mày là kẻ cư trú bất hợp pháp. Có những lúc khi mình tôi giải cứu cho những người khác, từ miệng của người đó nói ra, tà lưng nói ra, người này không phải tao, tao không ra người này đâu, tao theo người này biết tao, đó là không phải tao, tao giết nó luôn, nó không phải tao. Thậm chí nó nói tao không sợ cái Giê-xu luôn. Mà nếu nó nói nó không sợ cái Giê-xu rồi, thì ta làm sao? Chúng ta vẫn phải đuổi nó, chúng ta phải nhân danh Giê-xu, tại vì nó nói dối. Cái thánh nói là tất cả quyền hết như vậy đã giao cho Chúa Giê-xu rồi. Cái thánh nói là gì? Khi nghe nó giao Giê-xu thì sao? Mọi đầu gối trên trời dưới đất bằng vâng dưới đất nó làm điều phải làm gì? Quỳ xuống, tức là phủ phục xuống. Ở đây cảm ơn Chúa là cô mẹ đã được giải cứu hoàn toàn rồi. Thì hồi trước đây khi mà cũng mới tin Chúa thời gian thì bắt đầu nói có trói buộc không? Không biết là gì cậu còn nhớ không? Có nhớ không? Cô mẹ nhớ không? Trói buộc là nó là không, người này không phải đó rồi. Tao ở dưới đây là không có sợ Giê-xu nào, Giê-xu không làm gì được tao. Đó là nói dối. Chúng tôi mà tiếp tục đây, ông bố lời Chúa rằng danh Giê-xu thì nghe cái danh Giê-xu thì mọi người ở trên trời dưới đất có thể phải quy xuống, tiếp tục tuyên bố lời Chúa. Chứ đừng nhiều khi nó nói Giê-xu tao không sợ, cái mình nói rồi những cái Giê-xu mình đuổi mà nó không sợ là sợ mình đuổi ra đây. Nó nói dối. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục đuổi chỉ có danh Giê-xu thì không được đuổi mà nó phải đi. Cho nên rằng là chúng ta thấy là chúng ta phải xét từng là như vậy. Anh em nhớ này, nó thông qua những giao ước hay là những cái lời nói trong lúc chúng ta giờ. Kinh Thánh nói như này, đang nơn giận chớ phạm tội mà đừng cho ma quỷ nhân nhiều. Nhiều khi giận đó chúng ta hay thầy tốt lắm đúng không? Chúng ta nhìn giận giận nhé. Giận như là tao tự mặt nó, tao mà thôi. Tại sao tao mà gặp lại mày, tao nói chuyện với mày hả? Là thế này, là cái gì đó, tự nhiên thề ra. Trong khi Kinh Thánh đó là gì? Không được chỉ trời mà thề, không được chỉ đất mà thề, không được chỉ đầu mà thề, không được chỉ thành Jerusalem mà thề. Phải là phải, không có không. Điều người ta nói thiên đàng từ nên bị như vậy. Cho nên nhiều khi con cái Chúa không được chia sẻ một cách cặn kẽ. Chúng ta hay thề hốt, chúng ta nói những lời tiêu cực và ma quỷ đã lừa rồi. Nghe tay khỏe kia. Nga bị một tình trạng mà bị giống như là rối loạn nhiệt tình, đến nỗi đi lên cầu thang té rồi, đi về nhà thầy té, bị chấn thương luôn, và cũng đau mềm bên điện thoại cũng giảm đôi chút, và cái tình trạng mà bị rối loạn nhiệt tình, cho nên nó nói là thôi vô bác sĩ uống vô thang cũng đỡ, nhưng mà không phải khi đi đến đây là nó hoàn thành nè. Là đến nơi nhưng mà lại không muốn bước lên đây thì tại sao chị em mình tin Chúa mà tại sao bị như vậy? Bởi vì hồi lúc mẹ mất rồi, trong lúc mẹ mất như vậy thì Nga có nói một cái lời, mà cái lời đó cô Nga nói tôi không nghe, tôi không biết. Em nói nhà nói sao mà là sao giọng đi một xuống tìm mẹ, nghĩa là các mẹ xuống đi một cái lần xuống dưới là tìm tìm cái lời nói, và nó không được nói có đâu không biết. Nhưng mà ngày thứ sáu vừa rồi trong cái buổi học thì lúc mà các cô tôi xuống cầu nguyện thì tôi đang đèn ở đèn nhà tôi, các mục sư đang cầu nguyện thì tôi nhìn cô Nga, tôi thấy cái ánh mắt của cô Nga nó hơi lạ. Tôi mới hỏi làm sao, bây giờ sao? Nói tôi nó bị say sóng lên rồi chân nó bật luôn. Thì tôi mới đặt tay lên cầu nguyện và đang cầu như vậy, xác định tỏ cho tôi biết rằng là cô Nga có một lần giao ước với âm phủ, với điều này. Thì khi nói lại nó ra thì hướng dẫn cô Nga cầu nguyện đặt tay lên thì thánh linh Chúa hành động trên cô Nga, và cái tà linh nó lừa dối cho nó đi ra khỏi. Cảm ơn Chúa, ngay tức khắc được chữa lành liền. Hỏi cần thuốc men gì cho nên mà bị bao lâu nghe, gần một tháng à, bị như vậy gần một tháng thì, cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự phán xét, chúng ta phán xét thiên sứ, chúng ta có cái quyền định tội đó, mà khi mà đặt tay lên mình có thể nói, cho
có một cái vấn đề gì đó, và tôi hướng dẫn cho em tôi nói rằng là thì con cũng không biết, cho nên là con đã nói ra cái lời này, cho nên mong muốn nó lợi dụng, nó lừa dối. Cái chi phối tâm trí nhớ nó không được chiếm vào tâm linh của chúng ta, nó không đi vào được đâu, nó chỉ phối vào hồn thôi và nó tác động lên tâm xác thôi. Bây giờ nhân danh Giêsu ông tuyên bố thông qua giao ước mới của Jesus Christ, tôi hủy bỏ cái lời nói này, hủy bỏ giao ước này, lập tức tất cả các tà linh, các quyền cai trị liên quan với cái lời nói trên lập tức ra khỏi thân thể của mình, là nó đi, nó phải vâng lời ngay tức khắc. Anh chị em công việc xong ngay tức khắc, tôi vừa làm công việc xong thì đặt tay trên cô nga cầu nguyện, thì Chúa Thánh Linh hành động và cô nga té xuống đặt tay trên cô nga cầu nguyện. Và sau công việc xong thì quay qua cầu nguyện cho người khác, thì quay qua thấy của ông tiên này nhìn thấy ở xuống dưới hỏi sao giả hết lòng cảm ơn Chúa ngay tức khắc. Cho nên là làm nhớ chúng ta đừng quyền hãng xe dây dàng bằng cái lời chúng ta giờ đâu nhạc lời Chúa phán xét thiên sứ là những kẻ lừa dối gây tổn hại, và ngày cuối cùng chúng ta cũng phán xét thiên sứ luôn. Chúng ta đừng đọc thiên sứ để cùng với Chúa Giêsu ra mình coi như là giam cầm nó ở nơi một đời này. Hallelujah. Điều này con và em cực kỳ cao trọng, cho nên chúng ta hãy thành tâm kính sợ Chúa. Hay nói cách khác, sống đời sống kính sợ Chúa thật ở trong lòng của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cho nên chúng ta cũng nói với người cảnh tình, điều này chúng ta rất cao trọng ở trong Jesus Christ. Nên hãy thành tâm kính sợ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời thánh linh đồng cũng lên chúng ta sẽ kết thúc bài học tại đây. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện ngắn ở đây nha. Thôi xin dẫn mặt trên trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con là người công chính ở trong Ngài. Thường ban cho quý quyền trong danh của Ngài để phán xét thế gian. Khi chúng con công bố phúc âm, đó là phán xét thế gian. Và Chúa cũng ban cho con quý quyền để phán xét thiên sứ. Cảm ơn Chúa. Qua danh của Giêsu, khi chúng con công bố ra, thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất hãy được quỳ xuống trước danh Ngài. Con cảm ơn Chúa. Vì vậy xin Chúa ban cho con thần linh kính sợ dưới trời liên tục ở trong đời sống của con, kính sợ Chúa ngay khi ở trong mọi thắng, nhưng cùng kính sợ Chúa bất cứ nơi đâu cuộc đời của chúng con là người yêu kính Ngài, không phải sợ hãi Chúa,